Xin chào tất cả các bạn, lại tiếp tục thanh lý một số món nha. Thì đây là những món mà hàng zin mới trong bịch, zin mới trong bịch bên shop còn thanh lý giá rất là ok cho anh em nha. Quay một lượt nha để coi thử anh em cần món gì. Dây điện của xe đời Dam 78 Bicu, dòng này dây có đề. Đây, thì anh em có thể xài chung cho 78 cánh án thì anh em chế dây nha các bạn. Đó, mấy dây là dây tồn kho anh em. Đây là dắt dưới điện sườn lên nè, dưới cục máy lên nè. Đó. Đây là dắt đèn nè, dắt đầu đèn nè. Có đề là nó có cục dây vàng sọc đỏ này các bạn, là có đề các bạn. Đó. Thì anh em có thể câu thêm dây gắn cho xe 78 với cánh án nha các bạn. Đam 78. Thì chỉ có một dòng này thôi anh em xài được, còn dòng mà 81-86 thì nó khác, đúng không? Anh em không có độ chung được. Dây km tùng kho nha. Đam 78 cái nén nha. Tay thắng có cái cục gù nè, đó. Có vào tay cục gù, anh em mà có cục gù. Tất cả đều là hàng da băng đặt mới trong bịch. Đây là ốc máy nắp lửa. Đây, ốc máy bây giờ mâm lửa của xe custom nha, đèn vuông, mặt nạ 81-86 màu trắng sữa nha, cần thắng, tất cả đều hàng da băng trong bịch hết nha anh em, hàng tháo xe thì hàng loạt khác nha. Đây cặp bao tay không có ống ga và có ống ga của xe đèn vuông, xe đèn tròn 81-86, rồi trắng bùn hàng xé bịch nha anh em. Chụp bông nè, chụp 78 nè, Charlie nè, 81 nè, tất cả đều là hàng trong bịch hết. Tất cả những hàng xung quanh này hàng trong bịch hết, không phải là tháo xe nha anh em. Xi nhan anh em sẽ chung cho Charlie CD67 này. Đó, anh em nhìn nè. Đó, anh em nó có xe cộp thì lên nha. CD Charlie 67 sẽ chung luôn. Bộ đèn pha. Đây. Bộ đèn pha không sương mù. Có hai loại không sương mù với có sương mù nha các bạn. Cái loại không sương mù dành cho anh em gắn xe Dam 78 6V nha. Rồi tiếp tục tới đâu rồi ta? Rồi tới đây. Nút phuộc trước. Anh em gắn DD hoặc là cúp nữ hoàng. Cúp màu trắng, nút sào màu đen. Gắt chân sào. Gắt chân sào. Xe cúp 70-90 DD. Đó. Hít yên đế sắt của xe cúp, đèn tròn ấy lộn, đèn tròn với đèn vuông luôn, đời đầu. Đế sắt nó sẽ dùng hít yên đây, đế nhựa nó sẽ dùng hít yên hai chân ở đây, yên một chân nha, hai chân một chân gì cũng có luôn. Ốc phuộc, bốn ốc phuộc, cần số. Cái này cánh chim Việt Nam nha các bạn, cái này hàng Việt Nam nha, đó đẹp. Ốc nhớt, cây tây thâm nhớt, ổ khóa DD, hai ổ, một chì và hai ổ, ổ khóa DD, ổ khóa hai dây, 78 hai dây, bít cu, hàng tồn kho luôn, pha DD, đó, này hàng tồn kho. Anh em hỏi đẹp xấu mà mệt quá. Đây, bảo vệ ống bô của 78 xi nhan custom DD. Đó, xi nhan hàng mới trong bịch luôn. Thì bản thân xi nhan này lúc mà nhập thì cọng dây nó ngắn, thì mình thay luôn cái cọng dây dài vô để anh em gắn xe custom quạt DD ok. DD thì dây nó ngắn, custom dây nó dài. Thì anh em nào muốn gắn custom á, thì mình đã thay sẵn cái cọng dây custom vô luôn, cọng dây điện dài luôn. Bản thân lúc mình nhập về cọng dây điện nó ngắn hiều à. Cặp cầm DD custom đề đầu, DD không đề nha, không đề. Đó. Cao su chống nghiêng, mắt mèo DD. Mấy này mắc tiền đó các bạn. Bạn tưởng rẻ nhưng nó tiền triệu không à. Còi 12V, còi 12V, hai chân nha. Cốc này, cốc treo máy nè, cốc trước nè, cốc sau nè,
cốt gấp nè, ốc cốt nè, logo cánh chim bẩn, mặt kính đồng hồ đèn vuông, hàng da băng nha các bạn. Cái này của anh DD, bát yên DD, móc yên nè, đó. Cái này mà anh em nào cả hàng tháo xe, bên mình có hàng tháo xe luôn nè, đó. Thì giá nó bằng 1/3 này thôi. Này lọc gió của DD 70. Đấy. Anh em lên xe cột, này hàng trong bịch. Đấy, nè, đó, anh em thấy không? Này hàng trong bịch nha. Bộ cầm của S90, anh em xài trong da 67, nó xài lưỡi gà chứ không phải dây quắn nha, nó xài lưỡi gà. S90 nè. Đó. Những cái món này á, những mà anh em nào cần coi chi tiết, mình sẽ có video chi tiết cho anh em. Bộ đèn lái sau của CD125. Đó, anh em xài trong da CD hay là cúp, xài trong hết các bạn. Đó. Cúp thì bỏ cái miếng cao su này ra, xài cái đế này thôi, còn 125 này xài luôn cả cái đế này. CD 50, 90, 125 xài chung này. Dây thắng của 78 đây. Dây thắng của Đam 78 cái né màu trắng rồi. Thấy chưa? Hết rồi. Đó, chung quy thì có nhiều đó, này ốc nè, các loại ốc của thằng đèn vuông, đèn tròn, ốc xé bịch. Còn ốc tháo xe thì cũng có, trong video này mới giới thiệu hàng mới trong bịch thôi. Cái cần số này nó sẽ có hai loại, một loại có đề chứ không đề nha các bạn. Cái loại này là không đề. Đây, coi, loại này có đề cái chân này nó dài. Có đề, không đề thì cái chân nó ngắn, không có xài chung được. Nhiều khi anh em bán lộn xạ hết. Bán có đề không đề anh em bán xài chung hết, không được. Bán là mình phải bán riêng đúng đồ cho khách hàng. Nhiều anh em bán về xong mình lộn đồ của khách chán thiệt. À đây cao su gắt chân. Đây. Anh em cần món nào? Anh em cần món nào anh em cứ nhắn tin trong Zalo giúp mình. Nhắn tin Zalo giúp mình nha, mình sẽ báo giá ghi hình chi tiết cái món đó cho anh em. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua nha. Chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Mọi thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo giúp mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng đi xe cấp. Thì mình đang thanh lý phụ tùng trong nhà. Thanh lý hết phụ tùng trong nhà. Thì anh em cần món nào cũng nhắn tin Zalo, sẽ có giá đẹp cho anh em nha, trả giá thoải mái nha anh em. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.